Đây cây me ngọt nè mọi người. Mình ăn mình chỉ cần giữ cái hột nó, xong mình rải xuống là nó sẽ lên cây thôi. Cả nhà thấy đây cái hạt của nó còn. Rất là nhiều me luôn nha cả nhà. Cây này khoảng mấy năm nữa là rất là nhiều trái để mình ăn luôn á. Dễ thương. Đây là cái hạt nó mới bị bóc vỏ nè. Khoảng 2-3 ngày nữa thì nó sẽ lên giống như cây bên đây. Me rất là dễ trồng nha mọi người. Chỉ cần tưới nước nó là nó lên thôi. Bye bye cả nhà.